Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình chính là anh Mr. Dịch Đực mấy bạn ơi. À không, Mr. Dịch Bầu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah. Ok. Người ta tứ cho người em gái chúng lời nguyện. Cái gì dịch, cái gì dịch? Ủa gì dịch, dịch, dịch đi dịch, dịch hát mấy cái bài tầm xàm trên mạng vậy dịch? Hả dịch? Em là Facebook đó, không biết cái gì thôi, tào lao. Em là từ ngày hôm qua đến giờ là em nhức đầu lắm rồi nha. Đi đến đâu cũng thấy, ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền. Đi đâu cũng nghe hết khó chịu gì đâu luôn trời. Thì hôm nay mình với Dịch sẽ cùng nhau gọi là đi trầm lúa nha anh em. Đó, thì ngoài đây các bạn thấy nè, bọn mình có một cái ruộng lúa nhỏ xíu à, không thể nào mà có thể dành cho hai đứa ăn được đó. Mai này còn có các thành viên khác của Hero Team sẽ vào vùng đất chết nữa. Một cái ruộng lúa nhỏ như thế này không thể nào mà cho cả team mình ăn được. Team mình có đến tận 8 người lận đúng không Dịch? Sai rồi, 8,5. Cái gì, ủa gì, 8,5 là sao? Theo con mẹ mưa đó là 0,5 rồi. Ok, con mẹ mưa đâu, đâu phải là thành viên của Hero Team đâu, con mẹ mưa chỉ là thú cưng thôi. Nhưng mà phải tính chứ. Ôi vậy đi. Em thấy bên kia có ai đang nằm bên kia phải không anh? Ôi chắc là anh xin hay là vô gia cư nữa đi, kẹo đi. Thôi anh ơi, tào lao. Trong cái world này chỉ có một mình em với anh thôi, làm gì có ai nữa, có ai đang nằm đó kìa. Chủ có khi nào là ma không anh? Thôi mày chết rồi, mày vô tao mày không xin phép mà mày chết rồi. Mày chết rồi, thằng con này là ăn trộm, con này là ăn trộm nè. Hả sao anh? Mày. Coi hả? Cái màu quen quen ta. Ủa ha, cái màu nhìn quen quen nè. Màu nhìn quen quen. Nó không ngủ đó chứ. Nó đang ngủ anh ơi. Dậy mày. Dậy mày. Ủa chết Phong. Ủa mày làm đây làm gì vậy? Ủa dịch đây. Tính ra con nhỏ này là Sammy phải không anh? Ờ đúng rồi, nó vô map mình xong nó hỏi mình làm gì ở đây. Ủa Sammy, sao bà lại ở trong map của tôi? Tôi nhớ map của tôi là có mình tôi với dịch thôi mà, sao bà lại ở trong đây? Ủa đây map gì đây trời? Nhìn lạ quá kìa, lạ queo vậy? Đây là map vùng đất chết, vùng đất này toàn là zombie không à. Bà vào đây là bà bị zombie ăn thịt bây giờ. Tại sao bà lại ở đây? Tôi biết đâu, tự nhiên tôi đang chơi game ở nhà ông với tôi, tự nhiên xong tôi thấy đám mây, xong tôi đuổi theo, xong tự nhiên cuối cùng tôi nằm đây luôn. Không biết luôn. Cái gì? Thấy đám mây. Trong video bà thấy cái đám mây, xong bà đuổi theo cái đám mây nào? Đây đó, to không? Siêu to khổng lồ nhỉ. Ôi! Ủa vậy đây? Dịch đi! Em thấy một cục xịt ở trên bầu trời. Ủa mà cái cục đó là cục gì anh? Cục gì to trời, cà lắm luôn rồi. Cái cục gì to đùng vậy dịch? Đám mây đó. Rớt xuống đám mây gì mà đen thù lùi vậy? Ôi khoan từ nha. Ủa mà cái này hình như là đám mây thật á Dịch ơi. Dịch để ý đi, nó đang lơ lửng trên bầu trời kìa. Có khi nào nó rơi xuống nó đè chết nè mình không? Chạy. Nó mà đè là luôn, nát luôn cả cái nhà lên cái tháp này luôn á. Đúng rồi. Ủa vậy tôi sao? Không ai bảo về tôi luôn hả? Tôi đâu con gái đó. Ê tính ra là tính ra là bà cái người đi lạc vô world bằng tôi, xong bà còn đứng đây bà la làng hả? Chạy chơi lung tung mà. Dịch dám đánh Sammy hả? Dịch chơi kỳ vậy? Dịch nè. Phong làm nước lên nè. Dịch dám đánh Sammy hả? Dịch dám đánh Sammy. Dịch nè, dịch dám đánh Sammy hả? Đội với nhau vậy bây giờ sao? Chuẩn cái chiếm được của Phong cả. Dịch ơi, em nói nghe nè. Bây giờ em nghĩ là em với anh hãy leo lên trên cái gì ta, cái đám mây này thử coi, không biết trên đám mây này có gì không ta. Lấy gì leo? Có gỗ nè, đặt gỗ leo lên. Trời má, cái này chặt hết cái rừng này mới leo lên hả? Không lên nổi không nổi. Em nghĩ rằng cái đám mây này nó không cao lắm đâu. Thôi mình cứ lấy gỗ đi, trong người em còn nhiều gỗ lắm. Sammy có đi cùng với bọn tôi không? Cũng được. Mà ok được rồi. Đây tôi có nhiều gỗ nè, tôi đưa cho. Ừ, tôi lấy thêm gỗ nè. Lấy. 1 hour later. Ờ lên nè, trời ông Dịch ông leo nhanh vậy, cho em leo với. Leo lên sao ơi, leo chân lên. Chân dài, trời ơi, chân dài. Ôi trời. Ủa? Ơi, lâu quá ta, gần tới chưa? Ơi cũng gần tới nè. Nhanh lên mọi người. Ôi, nhanh lên. Anh đặt muốn mòn hãng rồi Phong ơi. Alo. Ôi em đặt nãy giờ mệt lắm anh. Đây Phong ơi, sao mày sao đặt tên chắc vậy? Ôi mệt quá. Ôi Dịch, em thấy con gì trên đó kìa Dịch ơi, con gì đó đỏ kìa. Mọi người đặt nhanh nhớ. Ê, con này chung quay nè. Ừ, nhìn nó có hai cái sừng đó anh. Con này chung quay nè, từ. Ê, nó bây giờ cắn cái bên. Ai biết, mình cứ leo lên. Ui nè anh, em thấy được cái đít của nó nè. Gì đi, cầm đít nó đi. Để đem leo coi. Đít làm gì? Ui Dịch ơi, trên đám mây này có nguyên một cái tòa lâu đài luôn. Wow. Ui. Có mấy con gì nữa nè?
Ôi em biết con này là con gì rồi. Con này nó có cái sừng trâu. Em chắc chắn con này tên là trẻ trâu anh ơi. Vậy luôn. Thiệt em chắc chắn con này tên là trẻ trâu á. Từ trên trời xuống hả? Đúng rồi, chắc là trẻ. Chắc là đây chính là nguồn gốc của trẻ trâu nè. Ai rồi? Ôi. Ủa mà mấy thằng này nó có làm gì mình nó thân thiện mà. Nó quýnh dịch kìa. Trời ơi nó quýnh dịch kìa. Ủa thằng quýnh cái gì? Ôi ôi. Một bầy nó quýnh dịch luôn kìa. Mình không chịu phát nào. Ui. Dịch làm gì vậy? Trời ơi. Chạy xuống cứu đi. Dịch yên tâm để em cứu dịch. Hey. Đốt lửa. Đốt lửa tụi mày luôn nè. Mày hơi. Mày nè nè em cho anh cái mũi khoan nè, lấy mũi khoan quýnh nó đi. Ây da. Ok. Mày hả? Mày đốt lửa mày nè, rồi xong em em đốt dịch luôn rồi xong dịch chết rồi. Rồi xong dịch chết rồi bạn ơi, chết rồi mình đốt lộn dịch rồi. Ok không sao sao, kệ một mình có thể chiến đấu lại mấy con này mà. Mày hả mày lại đây cưa đầu mày luôn nè. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con này mạnh quá, không được rồi, mình phải dùng nỏ thần mới được. Hỡi mày hả mày. Mạnh nhá. Ghê không, nỏ thần của tôi mạnh lắm luôn á. Mày hả mày, chết nè, ok, chết là mấy con nè. Mày hả mày, rồi chết luôn hai con này luôn. Ê đừng phá. Mày nè. Hả gì? Bảo vệ. Ôi tôi xin lỗi, tôi lỡ tay. Ok, tôi dí mấy con này. Mày hả mày, mày bên kia đó, bên kia còn hai con. Mày hả mày, mày chết nè, ok chết rồi. Ồ, ở chỗ này, mấy bạn ơi, ở chỗ này mình thấy là có một cái tòa lâu đài nè. Trên đây hình như là có một cái con gì nè. Cái tòa lâu đài này, hình như cái tòa lâu đài này là của một cái con yêu quái, hình như là con trâu các bạn ơi, con trẻ trâu hay sao nè. Mình thấy trên đây có hình cái sừng trâu nè anh em. Ồ. Dịch, đi qua đây, nhanh anh qua đây. Trời ơi, trong đây còn nhiều trẻ trâu lắm anh. Em thấy ở bên trong nhà hình như là còn rất là nhiều luôn kìa. Anh không qua đây anh phụ em, tí nữa nó quýnh em chết vậy. Qua đây. Đây đang qua nè, anh em phải xách đồ qua nè. Thấy không anh em, tao đông làm chơi nào như anh phi đó. Tấn công đó anh. Mày hả? Mày nè, đốt lửa mày luôn nè. Mày hả mày? Trời ơi. Đốt lửa mày luôn nè. Mày hả mày? Đốt lửa mày nè. Mày hả mày? Rồi. Em giết nó rồi, Hình như nó rớt ra khoai tây anh ơi. À, vậy là em có thể suy luận ra trẻ trâu rất thích ăn khoai tây. Đúng không? Ê tập bậy nha, tôi thấy ăn khoai tây không lẽ nói tôi trẻ trâu hả? Đúng rồi, Sammy. Ôi, Sammy trẻ trâu chứ còn gì nữa. Phóng qua được không ta? Được, nhảy qua. Đó, ok. Bây giờ nha, tôi cho Sammy gọi là cái máy cưa nè. Sammy hãy sử dụng cái máy cưa này để giết bọn nó. Dịch thì có cái kiếm băng rồi đúng không? Còn em thì em có cái kiếm lửa nè. Rồi, ok chứ bậy nha. Bây giờ là em sẽ phá cái cổng này ra là mấy thằng trẻ trâu nó sẽ nhào ra, hai chúng ta sẽ quýnh nó nha. Hãy. Rồi ok, trẻ trâu nhào ra kìa. Giết nó. Ok, từ đem coi. Đốt tụi mày nè. Đốt. Đánh đi. Mày hơi. Rồi xong. Sammy. Mấy thằng trẻ trâu giết Sammy rồi. Trời ơi. Mấy thằng này láo thiệt mấy bạn ơi, Sammy đã bị giết bởi mấy thằng trẻ trâu. Mày tao đốt tụi mày luôn. Lấy mày dám giết Sammy. Tao đốt tụi mày cháy hết luôn nè. Tao đốt tụi mày nè. Mày hả mày? Mày hả mấy thằng trẻ trâu? Mày rồi xong cái kiếm lửa em hư luôn rồi. Mấy thằng này chúng nó ăn khoai xong có ngày sao mà rất nhiều vậy? Đúng rồi, thằng này nó thích ăn khoai lang lắm anh. Ôi tụi mày hả? Mấy thằng trẻ trâu tụi mày dám giết Sammy? Dám giết Sammy hả? Được rồi. Mày chết rồi. Tụi mày chết, tụi mày tao nỏ thân. Bùm. Thôi. Rồi sao em giết nó rồi. À, mấy bạn ơi, mệt quá. Cuối cùng thì mình với Dịch với lại Sammy cũng đã giết được mấy thằng trẻ trâu rồi. À, trên đây mình còn thấy nó có một cái rương nữa nè anh em ơi. À, Dịch ơi, không chừng trong cái rương này có kho báu hay là có vũ khí gì đó hay sao anh? Em nghĩ là vậy á. Anh đang nghĩ đến một cái vũ khí cực kỳ kinh khủng khiếp, nhưng mà em phải kiểm tra đi xem có đúng không? Ghê lắm. Để mình kiểm tra thử nha. À, ui, Dịch ơi. Quẹt ba tiêu. Wow. Quẹt ba tiêu. Là quá có vũ khí nào tên là quẹt ba tiêu. Nè. Wow. Đây là cái quạt ba tiêu đâu phải cái quẹt đâu. Thì cái này là cái quạt ba tiêu nè. Wow mấy bạn ơi, nhìn nào không? Ghê lắm. Cái này thực ra không phải của Ngưu Ma Vương đâu. Cái này là của ai? Đây là của Thiết Phiến công chúa bồ ông Ngưu Ma Vương. Ủa, bà Thiết Phiến công chúa em nhớ là vợ của Ngưu Ma Vương mà. Bồ hả? Ui mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, ngầu đúng không? Ồ, cái quạt. Này cái bự ơi là bự luôn. Cái này làm gì không? Dụng này làm gì anh?
Bà ấy cầm một cái quạt này thôi mà bà ấy phạt một cái, ba cái ngọn núi của Hoài Diệm Sơn tắt lửa luôn. Cái gì ghê vậy? Ủa vậy là ghê. Cái quạt này quạt một cái thôi là mạnh lắm anh. Đúng rồi, bây giờ bà em cầm này về về làng Heo Tim em phạt cái là bay cái làng. Ừ ha, bay nguyên cái làng luôn. Cũng là hợp lý nha. Để bữa nào đó em về làng của mình em quạt cái đầu bay mất luôn mấy cái làng luôn. Mày đi tao quạt mày bay trước khi cái làng nó bay không? Ok, ôi trời mấy bạn ơi, ngầu quá bạn ơi. Quạt ba tiêu là một cái quạt cực kỳ mạnh luôn hả? Quạt cái là bay người luôn hả? Đâu để mình thử mình quạt dịch coi. Ha, gì vậy? Hey. Ủa sao liền vậy? Tới đi. Quạt. Ủa, sao không được? Hey. Quạt. Quạt. Em quạt Sammy bay lên trời anh ơi. Trời ơi. Ủa gì vậy? Ủa mấy bạn ơi, ghê quá à. Cái quạt này quạt một cái thôi là người ta bay lên trời luôn, ghê vậy ta. Ok rồi, để mình xem coi, bây giờ mình đi xuống dưới coi. Hơ mấy bạn ơi, mình với lại Dịch với lại Sammy đã kiếm được một cái vũ khí có tên là quạt ba tiêu. Và cái quạt này quạt một cái thôi là người ta bay lên trời luôn mấy bạn ơi, cực kỳ mạnh luôn nha. Đó, để mình xem coi. Hả? Sao anh? Chơi luôn. Ui dân làng. Ủa có ác không anh? Mình quạt ông dân làng bay lên trời ác đây luôn. Đây là hình nộm trời, đây là cầm hình nộm nè, qua đây. Ủa hình nộm hả? Đúng rồi. Rồi ok, được rồi, để em quạt cái ông này bay lên trời xa, nha. Xa, xa, rồi. Xa. Quạt. Ui bay lên trời luôn. Wow. Cái một siêu luôn à, hai cái luôn à. Hơi. Quạt nè. Ui. Bay lên trời luôn Dịch ơi, cái quạt này ghê thiệt luôn á. Wow, rồi chết beo luôn. Rồi Sammy rồi, Sammy rồi. Đứng lại, đứng lại. Quạt nè, đứng lại. Quạt nè. Bay lên trời luôn rồi xong. Té chết luôn. Mấy bạn có thấy thích cái vũ khí này không? Và có thấy thích cái tập này thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các hành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các hành viên của Team Hero đó nha. Ok, và mình nghĩ rằng cái tập này cũng đã dài rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.